Xin chào quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Thần Kinh Tóc.vn. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu toner bẩm viên khác nhau và bạn đang băn khoăn chưa biết chọn mua sản phẩm nào chất lượng, chính hãng và có chế độ bảo hành tốt. Vậy thì hãy cùng Thần Kinh Tóc tham khảo ngay toner viên Babyliss Plus chính hãng USA đã được nhiều baby tin dùng nha. Thời gian bảo hành của nó thì rất lâu, lên tới 12 tháng. Phụ kiện đi kèm theo sản phẩm thì gồm có một sạc, một tu vít pro, dầu chà, chổi vệ sinh, một đề khăn. Sách hướng dẫn vô cùng tiện lợi để ta dễ dàng biết cách dùng ngay lần đầu, cũng như phụ kiện còn lại giúp ta dễ bảo dưỡng và vệ sinh toner hơn. Và để biết toner có thể cắt được bao nhiêu lần cắt trên một phút thì ta hãy cùng test xem nó có thể đạt bao nhiêu lần cắt trên một phút ha. Lần đầu tiên thì cho ta kết quả tầm 7209 lần cắt trên 1 phút. Để chuẩn xác hơn thì ta cùng đo lại lần thứ 2 nha, xem nó có chênh lệch nhiều hơn không. Thì kết quả lần 2 cho ta tầm 7210 lần cắt trên 1 phút. Vậy là trung bình ở tầm 7200 lần cắt trên 1 phút. Rất là mạnh cho một em nhỏ gọn và hiện đại như vậy đúng không ạ? Và thân máy trên được thiết kế bằng kim loại phủ DLC, nhìn rất là sang chảnh luôn, đúng kiểu quyền lực trong giới toner viên luôn đó ạ. Và Babyliss viền thì áp dụng công nghệ USA, đặt nhà máy sản xuất tại China, do đó chi phí sẽ mềm hơn. Tuy nhiên mọi người yên tâm về mức độ chính hãng của nó bởi nguyên liệu hoàn toàn chuẩn 100% USA, chỉ có khâu lắp ráp là lắp ở Trung Quốc thôi ạ. Và đồng thời tông còn được thiết kế chống trượt vừa tay, thoải mái khi sử dụng, và cuối tông có móc treo rất là tiện lợi cho khâu bảo quản luôn. Tính ra đây là một sản phẩm đứng top về số lượng tiêu thụ, mẫu mã đẹp, chất lượng cao đó ạ. Và đây cũng là tiêu chí mà người tiêu dùng luôn hướng tới. Lưỡi trên máy là lưỡi cao cấp, không rỉ, sắc mỏng, giúp việc chấn viền dễ dàng hơn ở những khúc cua hẹp như vành tai và giúp tiết kiệm thời gian khi cắt. Lưỡi trên thì đã được chỉnh sắc hết mức có thể, bấm siêu nét. Lưỡi dưới mỏng 0,1mm, với kích cỡ này thì quá là mỏng luôn đó ạ. Thì mọi người lưu ý là tông viền chuẩn là tông viền có hai lưỡi được chỉnh sắc nhau, không nên để hai lưỡi chỉnh bằng nhau, bởi khi đó sẽ làm dễ gây sức nha khách nha mọi người. Bên trên máy thì dung lượng cao, đạt 2 giờ chống chai, sử dụng nguồn điện kép là 220V lẫn 110V, nên dễ dàng cho ta hơn khi lưới điện nước mình là 220V. Phải nói là một động cơ vừa mạnh vừa dùng được lâu thì quả là ưu việt luôn rồi. Thì gần cuối video rồi thì em xin điểm qua một số ưu và nhược điểm của tông viền Babyliss Plus để anh chị em mình dễ nắm hơn nha. Về ưu điểm thì tông có thiết kế nhỏ gọn, đẹp, do đó ngoài là lựa chọn lý tưởng cho các baby ra thì nó còn phù hợp cho cả cá nhân mua sử dụng hoặc mang đi du lịch, công tác. Thứ hai là động cơ quá là mạnh, có thể đạt 7200 lần cắt trên 1 phút và dùng được tầm 2 tiếng mới hết pin. Thứ ba là sử dụng nguồn điện kép có 220V, tiện lợi cho lưới điện nước ta, và đặc biệt là thời gian bảo hành lên tới 12 tháng, kèm theo đó là lưỡi cao cấp sắc bén siêu mỏng giúp tiết kiệm thời gian khi cắt. Còn về nhược điểm thì hàng chính hãng USA thì chỉ khiến mọi người hơi e ngại về giá thôi ạ. Còn khi mà mua về dùng rồi thì ta nói đáng đồng tiền bát gạo dữ lắm luôn. Hầu đa dùng xong hàng USA xong là nghiện luôn, không muốn dùng hàng chung hoặc hàng giá thấp nữa đâu ạ. Và hiện tại thì sản phẩm đang được bán với giá ưu đãi trong tuần là 3.850.000 đồng. Hết khuyến mãi sẽ quay trở về giá gốc là 4.200.000 đồng. Để tiết kiệm cho mình 350k để mua dụng cụ tóc khác hoặc chi tiêu lặt vặt thì nên mua ngay trong tuần ha. Và cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Thần Kinh Tóc trong suốt video. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau ạ.